Kính thưa quý vị bà con cô bác xa gần, trước khi đọc bài viết, tôi có một tin nhắn do một khán giả của kênh Chú Tám TV gửi. Tin nhắn như sau: Chú Tám thân mến, tôi xem thấy một video clip của một thanh niên miền Bắc tên là Tung Tăng khắp miền, có quay một cảnh thật đau lòng. Là có một nghĩa trang quân đội thuộc sư đoàn 22 bộ binh tại Bình Định bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Mong chú Tám thông báo cho mọi người biết để về đây nhìn lại mộ phần thân nhân mình và chăm sóc dọn dẹp, khỏi tuổi vong linh các chiến sĩ trận vong, kẹo tội nghiệp quá. Cảm ơn chú Tám nhiều. Xin cảm ơn anh bạn đã gửi cho tôi tin nhắn. Và bây giờ xin bà con cô bác mình nghe bài viết của tác giả Biệt Động Quân Đỗ Như Quyên. Bài viết mang tên Biệt Động Quân trên chiến trường Quảng Trị 1972. Bài viết khá dài, từ Đặc Sang Biệt Động Quân. Xin cảm ơn Đặc Sang Biệt Động Quân và cảm ơn Biệt Động Quân Đỗ Như Quyên, tác giả của bài viết. Lời tác giả: Cách đây 42 năm, cùng với An Lộc và Công Tung, đồng bào tỉnh Quảng Trị đã trải qua một biến cố đầy kinh hoàng do Cộng sản gây ra. Từ ngày 30 tháng 3 đến 16 tháng 9 năm 1972, toàn tỉnh Quảng Trị trở thành một bãi chiến trường được coi như tột đỉnh của chiến tranh quy ước vào thời đó. Kẻ trực tiếp gây thảm họa này là lính đánh thuê Cộng sản Hà Nội, và địch cũng đã xác nhận rằng chúng là kẻ đánh cho ông Liên Xô, đánh cho ông Trung Quốc. Lời Lê Duẩn. Để ngăn chặn sóng đỏ ở vùng hỏa tuyến, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã làm những gì mình có thể cứu dân và giữ nước. Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đưa ra lực lượng ưu tú nhất của mình, gồm Hải quân, Không quân, Thiết giáp, Pháo binh, Thủy quân lục chiến, Nhảy dù, Biệt Động Quân và các đơn vị bộ binh. Đã có cả 100.000 người trai nước Việt thay nhau ra trận, chiến đấu với Cộng sản Bắc Việt trên chiến trường Quảng Trị vào năm 1972. Trong đó có chúng tôi, những người may mắn còn sống lúc nhiều đồng đội đã ra đi. Là những người có một thời gắn bó với chiếc mũ nâu, từng có những tháng ngày cam go qua vài mặt trận ở tỉnh Quảng Trị, chúng tôi thường tìm đọc các bài viết nói về chiến trường này, vì một phần đời mình đã trải qua ở đây, một chiến trường đẫm máu và lệ. Phần lớn các bài viết chúng tôi đã tìm đọc là của quý chiến hữu người Việt cũng như Mỹ thuộc Hải quân, Không quân, Thiết giáp, Thủy quân lục chiến, Nhảy dù, Biệt Động Quân, Bộ binh, vân vân. Phần còn lại được trích dẫn từ các vị có những biên khảo đặc biệt về các biến cố quân sự ở Việt Nam bằng Việt ngữ và Anh ngữ. Chúng tôi rất biết ơn công trình trí tuệ của quý vị và nhận lỗi đã trích dẫn nhưng không xin phép trước. Muốn viết cho tạm đầy đủ hoặc một phần nào đó về các liên đoàn 1, 4, 5, 6, 7 Biệt Động Quân ở Quảng Trị năm 1972, và nếu chỉ tìm kiếm trong sách báo tài liệu thì chúng tôi chẳng thể làm được nếu không có các chứng nhân là những chiến sĩ Biệt Động Quân từng xông pha trên chiến trường này. Hôm nay, 42 năm sau trận chiến đó, hầu hết các vị mà chúng tôi thăm hỏi đều có chung một nỗi niềm. Nay kể lại vì đây là một trách nhiệm trước lịch sử, hy vọng thế hệ kế thừa sẽ có thêm dự kiện để từ đó làm sáng tỏ những gì bị quên lãng, cũng như bị xuyên tạc và bóp méo lịch sử của Cộng sản Việt Nam. Kể lại chẳng phải vì danh dự cá nhân hay màu cờ sắc áo của binh chủng mình, mà vì trách nhiệm, vì sự thương nhớ đến những đồng đội, các cấp đã ra đi trong âm thầm, và nhớ thương các đồng đội, nay đang thầm lặng sống tản mạn khắp bốn phương trời. Danh tính,
và sự dấn thân vì đất nước của các vị đó đang bị lãng quên trong lịch sử. Qua những bài viết của nhiều tác giả, tài liệu chính thức nói về việc động quân tại chiến trường Quảng Trị năm 1972, chúng tôi rất ít có dữ kiện chi tiết, mặc dù Bộ Tổng Tham mưu đã tăng cường cho Quảng Trị tất cả 5 liên đoàn biệt động quân là 1, 4, 5, 6, 7. Điều thiếu sót đó làm chúng tôi rất bức rứt trong lòng, vì đây là một khoảng trống quan trọng trong quân sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và chiến trường Quảng Trị nói riêng. Từ sự trăn trở và trai rứt đó, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm tài liệu, hỏi thăm và liên lạc những vị từng là biệt động quân và chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972. Hầu hết các vị ấy, nay tuổi đời đã cao, ký ức có thể đúng, có thể sai vì vị trí mỗi người khác nhau trên chiến trường. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là các vị ấy cố nhớ và kể lại. Chúng tôi chỉ là người lắng nghe, ghi chép, so sánh, đối chiếu tài liệu tham khảo, tổng hợp lại để có bản văn này. Còn chuyện đúng hay sai, hãy để cho người đọc dựa vào đó tìm hiểu thêm, giúp làm sáng tỏ các chi tiết, dự kiện, diễn tiến về chiến trường Quảng Trị năm 1972. Chúng tôi xin trân trọng biết ơn những vị sau đây hết lòng góp tâm sức cho bài viết này: Trần Kim Đại, Hoàng Phổ, Hồ Văn Hạc, Nguyễn Văn Do, Lại Thế Thiết, Quách Thưởng, Đỗ Đức Chiến, Nguyễn Văn Măng, Giang Văn Sẻn, Trần Tiễn Sang, Khăn Tum Sơn, Hà Kỳ Danh, Nguyễn Văn Nam, Hà Mai Khuê, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Văn Nai, Trần Văn Quy, Huỳnh Lập Quốc, Nguyễn Ngọc Ẩn, Trần Thi Vân, Hồ Công Bình, Võ Văn Hiền, Trần Thương Quảng, Đỗ Minh Hân, Bùi Cao Thắng. Nếu chúng tôi có ghi thiếu danh tính của vị nào thì xin được tha lỗi. Hy vọng sẽ có người lên tiếng đính chính, bổ túc, bổ sung thêm những thiếu sót sau khi đọc bài viết này. Nếu được như vậy cũng chính là sự mong mỏi của chúng tôi và của những người trong cuộc. Phần 1. Sóng đỏ tràn Bến Hải cuối tháng 3 năm 1972. Khoảng 11 giờ trưa ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân Cộng sản Bắc Việt từ bờ bắc sông Bến Hải bất ngờ đồng loạt pháo kích vào phía nam vùng phi quân sự của Việt Nam Cộng Hòa. Pháo binh của địch tập trung khoảng 250 súng đại bác và hơn 200 dàn hỏa tiễn, bắn vào 17 trong tổng số 23 căn cứ phòng ngự, căn cứ hỏa lực lớn nhỏ và 4 thị trấn dân cư là Cửa Việt, Do Linh, Cam Lộ, Đông Hà, từ phía bắc kéo dài qua hướng tây tỉnh Quảng Trị. Suốt 4 giờ đầu, Cộng sản Bắc Việt đã bắn gần 4.000 đạn đại bác 122 ly, 130 ly, 152 ly và hỏa tiễn 122 ly. Loại dàn phóng Katyusha đặt trên xe với 4 hộp chứa. Sau 24 giờ, địch đã bắn hơn 11.000 quả đạn các loại. Những căn cứ và địa điểm quân sự của Trung đoàn 2, Trung đoàn 57 Sư đoàn 3 Bộ binh, Địa phương quân, Nghĩa quân v.v. ở hướng Đông Bắc và Chính Bắc đều bị pháo kích nặng nề. Cùng lúc đó, căn cứ hỏa lực Tân Lâm, tên cũ của Kero, của Trung đoàn 56 Sư đoàn 3, căn cứ Mai Lộc của Lữ đoàn 147 Sư đoàn Thủy quân lục chiến ở phía Tây và Tây Nam Đông Hà cũng bị đạn pháo địch vùi dập. Khói lửa ngút trời ở những căn cứ như Enpa 1, A2, A3, A4, Cồn Thiên, A5, Trạc Ly 1, nơi đặt Bộ Chỉ huy Trung đoàn 57 Bộ binh, C2, C3, Do Linh, Đông Hà, Cam Lộ, Phu Lờ, Khe Gió, Tân Lâm, Đồi 241, tên cũ là Kero, Mai Lộc, Sát Hồ Khom, Núi Bá Hộ, vân vân. Phần lớn công sự chiến đấu ở những vị trí nêu trên đều bị hư hại nặng trong đợt pháo kích phủ đầu của địch. Lực lượng pháo binh 105, 155, 175 ly của ta
gần như bị địch vô hiệu hóa trong 24 giờ đầu. Ta đã không thể phản pháo vì khoảng cách chênh lệch, nên giảm khả năng yểm trợ. Các đơn vị tuyến đầu phải chiến đấu trong tình thế vô cùng bất lợi. Đại bác 105 ly bắn xa 11 km, 155 ly 15 km, 175 ly 32 km. Đại bác 122 ly của Cộng sản bắn xa 16 km, 130 ly 27 km, 152 ly 24 km, hỏa tiễn 122 ly bắn xa 25 km. Mức độ bắn phá dữ dội, kéo dài nhiều giờ liền của Cộng sản Bắc Việt, làm dân chúng kinh hoàng tháo chạy trong hỗn loạn. Chiều ngày 30 tháng 3, đã có khoảng 50.000 người dân chạy trốn khỏi tầm pháo của Cộng sản. Trên quốc lộ 9 và quốc lộ 1 đầy những đoàn người hớt hải tìm cách thoát về thị xã Quảng Trị ở phía nam. Quốc lộ 1 và quốc lộ 9 từ Do Linh, Cửa Việt, Cam Lộ về Đông Hà, nhiều nơi bị gián đoạn vì sự lẫn lộn giữa đoàn người chạy loạn và chạy theo với các đơn vị đang chuyển quân. Nhiều xe cộ dân sự trúng đạn bốc cháy, trong khi xác người nằm rải rác hai bên đường, tiếng khóc la vang dậy khắp nơi. Sau 24 giờ pháo kích dai dẳng, bộ binh Cộng sản Bắc Việt bắt đầu cùng xe tăng T-54, T-59, PT-76 xô quân tràn tới giữa khói lửa ngút trời ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, nghèo nàn và khốn khổ. Ngày 31 tháng 3, các căn cứ tuyến đầu của Sư đoàn 3 và Thủy quân lục chiến đều bị tấn công. Từ A đến Do Linh ở phía bắc, cho tới căn cứ Sát và núi Bá Hộ về hướng tây. Nhưng phòng tuyến các nơi này vẫn giữ vững sau nhiều đợt tấn công bằng biển người của địch. Ngày 1 tháng 4, Cộng quân gia tăng các cuộc tấn công bằng pháo binh và biển người vào những căn cứ A1, A2, A3, v.v. Các đơn vị ở đây được lệnh phải bỏ căn cứ rút quân về Nam Đông Hà, lập tuyến án ngữ khẩn cấp, nhận toán chuyên viên về không trợ hải pháo của Việt lẫn Mỹ tại những vị trí quan trọng trong vùng, đã được trực thăng đến giải cứu đưa về Đông Hà và Ái Tử. Căn cứ hỏa lực A4, Cồn Thiên, căn cứ Fuller của Trung đoàn 2, do Trung tá Huỳnh Đình Tùng làm trung đoàn trưởng, căn cứ hỏa lực Khe Gió của Trung đoàn 57, của Trung tá Nguyễn Hữu Cương, sau nhiều lần bị tấn công cũng buộc phải rút quân về phía nam lập tuyến phòng ngự. Đây là những căn cứ phòng thủ, căn cứ hỏa lực đầu tiên của Sư đoàn 3 bộ binh, rơi vào tay quân Cộng sản sau 48 giờ đầu của cuộc xâm lăng. Chiều ngày 1 tháng 4, sau nhiều lần chống trả mãnh liệt các cuộc tấn công của địch, cánh quân B của tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, do tiểu đoàn phó là thiếu tá Nguyễn Đăng Hòa chỉ huy, đã triệt thoái khỏi căn cứ núi Bá Hộ. Lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 4, cánh quân A của tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến chỉ huy bởi thiếu tá Trần Xuân Quang cũng triệt thoái khỏi căn cứ Sát, cùng với viên cố vấn tiểu đoàn 4 là thiếu tá Walter Boomer. Sau đó toàn bộ tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến về lập phòng tuyến tại căn cứ hỏa lực Mai Lộc, nơi đặt bộ chỉ huy lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, do Trung tá Nguyễn Năng Bảo làm lữ đoàn trưởng. Mai Lộc nằm về phía nam căn cứ Tân Lâm khoảng 3 km. Cũng trong ngày 1 tháng 4, trước mức độ pháo kích khốc liệt của địch vào Ái Tử, chuẩn tướng Vũ Văn Giai lệnh cho bộ chỉ huy tiền phương Sư đoàn 3 bộ binh trong căn cứ Ái Tử dời về bờ nam sông Thạch Hãn. Khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, dưới ánh sáng vàng rực của Hỏa Châu, lực lượng phòng thủ bờ nam sông Miếu Giang báo động có xe tăng địch xuất hiện bên kia cầu. Khi chiếc T-54 dẫn đầu xuất hiện ngay đầu dốc, đã bị chiến xa M48 bắn hạ. Chiếc PT-76 phía sau cố lách qua tiến tới, cũng bị thủy quân lục chiến bắn cháy bằng súng chống chiến xa SM-202. Hai chiếc thiết giáp này làm đoàn xe địch ở phía sau không thể tiến lên được. Trong đêm 1 tháng 4, địch đã cho nhiều nhóm đặc công cố vượt sông Miếu Giang, nhưng thủy quân lục chiến đã tiên liệu được chuyện này, nên cho những toán quân nhỏ tuần tiểu dọc bờ sông.
Hầu hết các toán xâm nhập của địch đều bị bắn chết lúc còn đang bơi hoặc bị bắt sống lúc vừa lên bờ. Ngày 2 tháng 4, khoảng 11 giờ trưa, xuất hiện hai đoàn xe tăng của địch. Khoảng 28 chiếc tiến về thị trấn Đông Hà. Ở hướng Bắc trên quốc lộ 1 có 10 chiếc PT-76 và 14 chiếc T-54 cùng lính bộ binh nhốn nháo chạy theo sau. Nơi hướng Đông dọc theo bờ Bắc sông Miếu Giang, có 4 chiếc PT-76 cũng tiến về Đông Hà. Tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến, thiếu tá Lê Bá Bình làm tiểu đoàn trưởng và thiếu tá Trần Kim Đệ tiểu đoàn phó đang phòng ngự ở đây, được lệnh giữ vững Đông Hà cùng chi đoàn 1 thiết đoàn 20 chiến xa M48 do đại quý Đặng Hữu Xứng làm chi đoàn trưởng. Một toán chống chiến xa với 4 đại bác không vật 106 ly gắn trên 4 xe jeep cũng được tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến từ Ái Tử đưa lên tăng cường cho tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến. Lúc quân Cộng sản Bắc Việt bắt đầu tấn công vào Đông Hà từ bờ Bắc sông Miếu Giang, thì ở bờ Nam, một bức tường hỏa lực dày đặc đã được tung ra từ thiết giáp, thủy quân lục chiến, pháo binh và hải pháo từ ngoài khơi bắn vào. Trước một hỏa lực quá dữ dội từ lực lượng phòng thủ, đội hình phía địch bắt đầu hỗn loạn. Khi những chiếc T-54 bắt đầu chạy quờ quạng, xe tăng địch tách ra bộ binh, chạy tản ra thành từng nhóm nhỏ tìm cách vượt qua sông Miếu Giang. Lúc đó thì M48 với nòng súng 90 ly mới bắn từng chiếc xe tăng địch đang hướng về bờ sông. Khoảng 3 giờ chiều, bầu trời trở nên sáng rõ với một màu xanh. Đó cũng là lúc các khu trục cơ A1, AD6 từ phi trường Đà Nẵng bay ra, rượt đuổi xe tăng địch. Kết quả 9 chiếc PT-76 và 2 chiếc T-54 bị xe tăng M48 của chi đoàn 1 bắn hủy từ khoảng cách hơn 1.000 mét. 4 chiếc PT-76 ở hướng Đông cũng bị hải pháo triệt hạ. Không quân bắn cháy 12, trong số đó đại quý Trần Thế Vinh của phi đoàn 518, sư đoàn 3 không quân, tăng phái cho sư đoàn 1 không quân, đã bắn cháy 5 chiếc T-54. Phi đoàn 518 có danh hiệu Phi Long 518, do thiếu tá Lê Quốc Hùng làm phi đoàn trưởng. Chiếc khu trục của đại quý Trần Thế Vinh bị trúng đạn phòng không 12 ly 7 bên cánh trái, buộc phải rời chiến trường về đáp an toàn ở Đà Nẵng. Cuộc tấn công của địch quân vào Đông Hà bị thảm bại sau chiếc PT-76 duy nhất còn lại bỏ chạy về hướng Bắc, chuyên về thiết giáp. Đây là lần đầu T-54 và PT-76 của Cộng sản Bắc Việt gặp chiến xa M48, nhưng địch chưa kịp thấy nòng đại bác 90 ly của nó thì đã bị bắn hạ. Cục diện chiến trường xảy ra nhanh đến nỗi, viên chỉ huy thiết giáp của Cộng sản hốt hoảng điện báo về bộ chỉ huy rằng đơn vị xe tăng của hắn ta bị triệt hạ từ những vị trí không thể nhìn thấy. Khoảng 1 giờ trưa, thời tiết trở xấu hơn, khiến lực lượng phòng thủ của ta tại Đông Hà gặp khó khăn hơn. Mưa tuy nhỏ, nhưng trần mây xám phủ sát mặt đất, cản trở tầm nhìn của máy bay quan sát, nên không quân chẳng thể yểm trợ. Lợi dụng vào thời tiết đó, địch đã cho thiết giáp mở đợt tấn công thứ hai vào Đông Hà, nhưng lần này bị cản lại bởi một người là trung sĩ Huỳnh Văn Lượm, thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến. Khi chiếc T-54 dẫn đầu lăn xích đến đầu cầu bờ Bắc, thì ở đầu cầu phía Nam, trung sĩ Huỳnh Văn Lượm bắn quả M72 thứ nhất, nhưng bị trượt bên hông xe. Viên đạn M72 thứ hai được bắn tiếp, nhưng cũng bị trượt hông pháo tháp. Bỗng nhiên, chiếc T-54 này khựng lại rồi trú máy chạy lùi thật nhanh. Từ lúc này, quân Cộng sản không tấn công qua hướng cầu Đông Hà, nhưng gia tăng pháo kích về bờ Nam sông Miếu Giang. Để ngăn cản đà tiến quân của địch, cầu Đông Hà và cầu xe lửa bắc ngang sông Miếu Giang được công binh sư đoàn 3 phá hủy. Lúc 4 giờ 30 chiều bằng 300 kg thuốc nổ, đại quý John W. Ripley, cố vấn tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến, và thiếu tá James E. Smoke, cố vấn thiết đoàn 20 kỵ binh, đã cố gắng làm chuyện này trong giờ phút căng thẳng nhất. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 4, sau nhiều lần tấn công vào căn cứ hỏa lực Tân Lâm, nhưng thất bại,
quân Cộng sản bắt đầu bao vây căn cứ này và không ngừng pháo kích, để tăng thêm áp lực tâm lý cho những người trong căn cứ Tân Lâm. Trung đoàn 38 pháo binh, trung đoàn pháo bông lao của địch cho đại bác 130 ly, hỏa tiễn 122 ly, bắn khoảng 240 viên đạn vào căn cứ Mai Lộc của thủy quân lục chiến. Chỉ có khoảng 30 quân nhân cùng các cố vấn Mỹ được một trực thăng CH-47. Sau khi tiếp tế đạn cho Mai Lộc đến giải cứu, khoảng 400 người khác tự mở đường máu thoát thân, trong đó có các quân nhân thiết giáp, các pháo thủ thủy quân lục chiến và pháo binh quân đoàn 1. Lúc nhận được tin căn cứ hỏa lực Tân Lâm đã vào tay giặc thì căn cứ hỏa lực Mai Lộc của thủy quân lục chiến ở phía nam Tân Lâm cũng đang bị pháo kích dồn dập. Bộ chỉ huy lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến ở đây nhận định khi Tân Lâm đã mất thì Mai Lộc sẽ là mục tiêu kế tiếp. Nếu bị tấn công thì căn cứ này sẽ bị thiệt hại nặng vì đã mất hỏa lực yểm trợ từ căn cứ Tân Lâm. Đêm 2 tháng 4, bộ chỉ huy lữ đoàn ở căn cứ Mai Lộc cho pháo binh bắn hết số đạn còn lại, phá hủy súng rồi cùng tiểu đoàn 2 pháo binh, thiếu tá Đặng Bá Đạt làm tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến băng rừng về hướng quốc lộ 1 phía nam Đông Hà. Hai ngày sau, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến ra thay thế, lữ đoàn 147 được đưa vô Huế tái bổ sung và trang bị. Ngày 23 tháng 4, lữ đoàn này ra trận đánh tiếp. Cũng trong ngày 2 tháng 4, tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến ở căn cứ Hồ Côm trước mức độ tấn công của địch cũng được lệnh triệt thoái về căn cứ Phượng Hoàng, hướng Tây Nam căn cứ Ái Tử khoảng 7 km. Trưa ngày 2 tháng 4, các đợt pháo kích chưa từng có của Cộng sản Bắc Việt, xen kẽ các cuộc tấn công đã gia tăng thấy rõ. Vào lúc này thời tiết lại quá xấu, nên không quân Việt và Mỹ chẳng thể yểm trợ hữu hiệu cho quân bạn. Thêm vào đó, từng đoàn dân chúng chạy nạn, trộn lẫn vào các đơn vị đang hành quân. Điều này khiến các đơn vị bị bó tay, không thể chiến đấu có hiệu quả, cũng như gây trở ngại rất nhiều trên các trục lộ. Ngoài ra cũng không có ít các tiền sát viên pháo binh Cộng sản trà trộn trong làn sóng người chạy nạn. Chiều ngày 2 tháng 4, chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh cho thiết lập tuyến phòng thủ di động khẩn cấp từ khu vực Nam Đông Hà đến Tây Ái Tử, kéo dài từ bờ nam sông Miếu Giang đến bờ bắc sông Thạch Hãn. Đồng thời bộ chỉ huy tiền phương của sư đoàn ở căn cứ Ái Tử cũng hoàn tất việc dời về bộ tư lệnh tại trại Đinh Công Tráng trong Cổ Thành, ngoại ô thị xã Quảng Trị. Thiết đoàn 11 kỵ binh trực thuộc sư đoàn 3 do Trung tá Nguyễn Văn Tá chỉ huy thì bảo vệ toàn khu vực thị xã. Trung đoàn 2 sư đoàn 3 bộ binh của Trung tá Huỳnh Đình Tùng nhận lệnh về bảo vệ Đông Hà cùng thủy quân lục chiến và thiết đoàn 20 chiến xa. Trung đoàn 57 bộ binh của Trung tá Nguyễn Hữu Cương trước đó cũng được lệnh rút quân khỏi Do Linh về lập tuyến phòng ngự từ bờ nam sông Miếu Giang. Từ Đông Hà ra cửa Việt, riêng thiết đoàn 17 kỵ binh của Trung tá Nguyễn Xuân Dung thì cùng lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến của đại tá Ngô Văn Định và tiểu đoàn 3 pháo binh thủy quân lục chiến của thiếu tá Trần Thiện Hiệu được lệnh trấn giữ quanh căn cứ Ái Tử, thiết lập các vị trí án ngự ở căn cứ Phượng Hoàng phía tây nam Ái Tử. Lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến do đại tá Phạm Văn Trung chỉ huy từ ngày 1 tháng 4 đã nhận lệnh sẵn sàng cho chiến trường mới. Ngày 2 tháng 4, toàn bộ lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến được không vận ra Phú Bài với nhiệm vụ thiết lập một tuyến ngăn chặn ở phía nam thị xã Quảng Trị khoảng 10 km. Chu vi khu vực phòng thủ này rộng khoảng 200 km2, bao gồm những căn cứ N, Jane, Barbara, Nancy, v.v. Phòng tuyến này cũng được coi là nơi tập trung các nhu cầu tiếp vận cho chiến trường phía Bắc Quảng Trị. Tuyến án ngự của lữ đoàn 369 bắt đầu từ bờ nam cầu đá trên sông Nhùng của thôn Trường Phước, xã Hải Trường, quận Hải Lăng, mở rộng vô hướng Tây quốc lộ 1 khoảng 4 km. Từ đây, lữ đoàn trải quân vòng về bờ bắc cầu Mỹ Chánh, thuộc xã Mỹ Chánh, quận Phong Điền.
Lúc lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến tới phố Bài khoảng 12 giờ trưa, đạt có hơn 200 xe GMC các loại của quân vận thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Tiếp vận của thủy quân lục chiến và sư đoàn 1 bộ binh, được huy động và chở trọn lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến đến vị trí lúc 2 giờ chiều trong ngày 2 tháng 4 năm 1972. Phần 1 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị bà con cô bác mình nghe tiếp phần thứ 2, biệt động quân và tuyến án ngữ phía Tây Quảng Trị tháng 4 năm 1972.